Chị đắng lá sầu đau ghê ha. Sơn Nguyễn ơi, chị mời em lên bài Chị đắng lá sầu đau. Anh kia, anh còn mặt mũi để trở về lấy sao? Anh về thăm mẹ con em, anh nhớ nhà quá, em đừng giận anh nữa. Con của anh có quyền thăm, em không cấm. Con nó nhìn cha, còn giận anh. Giữa em và anh không còn gì nữa cả. Em lấy quyền gì mà giận anh chứ? Anh sai rồi, anh có lỗi với mẹ con em. Ta lỗi cho anh mình hàng gắn lại hạnh phúc gia đình nha em. Phải chi câu này được anh nói ra từ hơn 10 năm về chứ. Thì giờ anh phải xa chồng con đau chịu cảnh xa. Anh đã gặp
vợ chồng không nghĩa cũng nhân. Em suy nghĩ lại đoàn tổ gia đình anh nữa mà về sao. Chi thu làm ăn mình hạnh phúc bên nhau, cho con có mẹ có cha lẽ nào em từ chối. Đừng trước mặt em làm cho cùng nghiệp lo chơi, tất cả chân thành xin tha tội cho cùng anh cùng
anh mà lén phén với con nào nữa, anh biết mà em. Biết rồi mà, chắc anh như bắp mà. Em lại đây nói nghe nè. Anh này kỳ quá à, con chưa có ngủ kìa. Hay quá chú Sơn ơi, cảm ơn chú Sơn nhiều nha.